Ơi Long ơi, bạn anh không ra à? Này. Anh Hùng ấy. Bên này ông ngồi ông hết nước rồi giờ mày làm sao cho ông nước tiên đấy. Trong ngày tôi chạm 10 lâu phết đấy nhỉ. Hòa nhiều lâu lắm phết đấy đùa đâu. Lâu mà. 17 thôi nhưng thắng là 10 nhanh. Ôi, Trần Hữu thắng rồi. Thẳng thì căn bản ông đánh thì nhanh thật. Các bạn anh ấy thua 9 ván rồi cho nên là chạm 10 nó nhanh. Mày thắng thua nhiều à? Chạm 10 lâu phết đấy. Lâu lắm trong nhiều. Ờ đấy. Trong khi thua bây giờ mới 5 còn 5 ván nữa mà. Anh thắng anh đánh thì anh thua 9 ván rồi cho nên là đến ván thứ 10 rất là nhanh. Thôi ông bảo là không hòa được. Tiếng rưỡi là xong đấy. Tiếng rưỡi chưa được nữa. Không hai hóa nhiều. Trận đầu sau cơ. Sau là anh lấy ghế của em. Tính giữa rồi thắng này, tính giữa rồi đấy. Tính giữa xong biết cờ nhưng tao gặp bạn ngày trông thế là phải tính giữa rồi xong đùa lắm. Không biết cờ nhưng xem là nó có đủ không? Em ăn rồi. Căng thì số căng. Anh ăn đi. Số căng là cái đoạn giữa thôi, đoạn sau là sẽ có người mệt hơn. Nên mệt hơn. Nên ngủ hơn. Chuẩn đã. Đoạn đầu bao giờ trở thành trai. Tôi đã thỏa thuận tí từ đầu 10 thì đánh 10. Đúng rồi, đó, theo kèo rồi. 7 tôi thích hơn thì sửa thằng đến 5 thì nhanh chậm hơn. 110 là lợi tăng thương. 7 là nhiều tie break ấy, trong tennis. Đấy, cái lúc mà không còn lắng quay rất đẹp luôn nè. Lét căng. Thế mày lại đổi lick à? Em lick gì? Em sẽ đổi Facebook ấy. Lick của em vẫn thế từ đầu đến lúc bây giờ vẫn thế, sẽ đổi lick. Có anh đổi lick thì có. Em vẫn lân mai quý vẫn có đồng nghĩa. Chấp nhận phang nhau rồi. Ừ. Ở đây cũng với tượng
Đây cũng gãy chị từ trước rồi. Anh đánh hai bên cùng còn nhiều. Cái bên đường ra. Quá khó bẩn nữa. Quá.